Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Mục đích của Nga khi kết thân với Taliban nhưng không công nhận lực lượng này. Dân Nhật hô hào lập tuyến đường biển đẫm máu, Nga và Trung Quốc chui vào đó là bắn luôn. Và sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mục đích của Nga khi kết thân với Taliban nhưng không công nhận lực lượng này. Tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tiến hành hàng loạt cuộc trao đổi cũng như thúc đẩy quan hệ thân thiện với Taliban. Nga gần như đã làm tất cả để cho Taliban tính hợp pháp nhưng vẫn không công nhận lực lượng này. Hội nghị quốc tế đầu tiên của Taliban. Các đại diện của Taliban đã tham dự hội nghị quốc tế đầu tiên kể từ khi nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8. Đây là sự kiện tại Moscow, tập trung các quan chức cấp cao từ Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác. Taliban hiện đang đối mặt với sức ép thành lập một chính phủ bao trùm hơn và theo đuổi chính sách thân thiện với các nước láng giềng của Afghanistan. Trong một thông báo được đưa ra sau các cuộc trao đổi ngày 20 tháng 10, các bên tham gia đã thể hiện mối lo ngại về những hành động của các tổ chức khủng bố tại Afghanistan và kêu gọi thiết lập sự hợp tác với quốc gia này, bất kể cộng đồng quốc tế có công nhận Taliban là chính phủ mới của Afghanistan hay không. Sự hợp tác thực tế với Afghanistan phải được xây dựng dựa trên thực tế mới, đó là Taliban đã nắm quyền kiểm soát đất nước này. Thông báo trên cho hay, những bên tham gia hội nghị gồm cả các quan chức cấp cao Pakistan, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đã hối thúc cộng đồng quốc tế tập trung nỗ lực cung cấp hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ kinh tế khẩn cấp cho Afghanistan. Amir Khan Muttaqi, Ngoại trưởng lâm thời của Afghanistan cho biết, Taliban cam kết xây dựng một chính phủ bao trùm và điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tương lai gần. Những cải cách đang diễn ra, sự thay đổi sẽ xuất hiện trong chính quyền này. Ông Muttaqi thông tin với báo giới sau cuộc trao đổi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định với những bên tham gia hội nghị rằng Moscow thừa nhận Taliban đang nỗ lực ổn định tình hình đất nước và hài lòng với mức độ hợp tác thực tế với các nhà chức trách Afghanistan, điều sẽ đảm bảo an ninh của công dân Nga sinh sống tại Afghanistan cũng như hoạt động của Đại sứ quán Nga và Đại sứ quán của những nước khác tại Kabul. Hãng thông tấn Nga Interfax cho hay, Nga đang nỗ lực cân bằng quan hệ với Taliban thông qua việc duy trì quan hệ tốt đẹp với chính quyền mới ở Kabul, đồng thời ngăn dòng người tị nạn tràn sang biên giới và phong trào Hồi giáo cực đoan giành được ưu thế tại Afghanistan. Cho Taliban tính hợp pháp nhưng không cho sự công nhận. Các nhà phân tích đánh giá, kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan giữa bối cảnh Mỹ rút quân trong hỗn loạn, việc tiến hành một chiến lược hợp tác với giới lãnh đạo mới ở Kabul đã trở thành ưu tiên ngày càng gia tăng với Điện Kremlin khi Nga cố gắng duy trì ổn định chính trị tại quốc gia Tây Nam Á này. Hành động cân bằng này diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, không giống như nhiều nước phương Tây khác. Đại sứ Nga đã nhanh chóng gặp các đại diện Taliban vài ngày sau khi họ nắm quyền. Nga vẫn duy trì đại sứ quán ở Kabul. Moscow cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt đóng băng hơn 9 tỷ USD dự trữ của Afghanistan trong các tài khoản nước ngoài và tài trợ cho những nỗ lực cứu trợ nhân đạo. Trên thực tế, Nga chính thức đưa Taliban vào danh sách khủng bố nhưng vẫn mời họ tới cuộc trao đổi ngày 20 tháng 10, một sự kiện còn có sự tham gia của cả Ấn Độ, Pakistan, Iran và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này không tham gia hội nghị trên vì những lý do riêng. Những gì Nga muốn thể hiện là duy trì quan hệ vững chắc với chính quyền mới ở Afghanistan. Shamil Rahmani, một học giả tại Viện các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, một think tank về an ninh và quốc phòng có trụ sở tại London cho hay, đây là một cách nhằm chiều lòng Taliban, cho họ tính hợp pháp nhưng không cho họ sự công nhận. Ông Rahmani cũng đánh giá, Nga muốn trở thành một nhà trung gian hòa giải hiệu quả giữa Taliban và các lực lượng đối lập ở Afghanistan cũng như các quốc gia khác, đồng thời ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại những khu vực ảnh hưởng truyền thống của Moscow. Các cuộc tiếp xúc trực tiếp nhằm hướng đến việc hiểu rõ hơn về những điều đang xảy ra ở đất nước này, các ý định của Taliban cũng như những kế hoạch của họ về trung và dài hạn. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, mối lo ngại chính của Nga hiện nay vẫn là ngăn Afghanistan trở thành căn cứ của các nhóm khủng bố. Từ quan điểm của Nga, Taliban giống như đang trong thời gian tập sự, họ được trao cho cơ hội để giải quyết các vấn đề Afghanistan, hoàn thành các cam kết của mình và ngăn chặn các nhóm khủng bố. Andrei Kazantsev, chuyên gia về Afghanistan và Trung Á tại Viện Quan hệ Quốc tế Moscow cho hay, trong buổi khai mạc cuộc họp ngày 20 tháng 10, Ngoại trưởng Lavrov nhận định Moscow đang kêu gọi Taliban không sử dụng lãnh thổ Afghanistan như một bàn đạp cho các hành động tấn công các nước láng giềng. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, ông Muttaqi khẳng định Taliban sẽ tuân thủ các cam kết để Afghanistan không trở thành khu vực gây ra mối đe dọa cho các nước khác. Trước đó, Tổng thống Putin cho rằng mặc dù cần có sự trao đổi với Taliban, nhưng Nga không vội công nhận chính quyền mới ở Afghanistan. Nhà lãnh đạo này cũng nhận định mục tiêu chính của Moscow là đưa tình hình chính trị và kinh tế ở Afghanistan trở lại bình thường, cũng như hạn chế những bất ổn ở biên giới. Điện Kremlin cũng đặc biệt quan tâm đến những tác động với Tajikistan, quốc gia chia sẻ gần 1.500 km biên giới với Afghanistan. Mối quan hệ giữa hai quốc gia này
nhanh chóng xấu đi kể từ khi Taliban nắm quyền. Hiện có hơn 15.000 người Afghanistan tị nạn ở Tajikistan với khoảng 500-600 người muốn vượt biên mỗi ngày. Nga cũng lo ngại dòng người tị nạn tràn sang các nước Trung Á có thể tạo nên vỏ bọc cho các nhóm phiến quân Hồi giáo thâm nhập vào các quốc gia này. Bất kể ý định là gì, chiến thắng của Taliban đã trở thành cảm hứng lớn cho các nhóm Hồi giáo cực đoan khác ở Afghanistan. Ông Kazanshiu nhận định, sau khi Taliban nắm quyền, Moscow đã tổ chức tập trận quân sự ở Tajikistan và tăng cường lực lượng tại căn cứ quân sự thứ 201 ở đây. Theo TASS, đây là cơ sở quân sự lớn nhất của Nga bên ngoài biên giới. Liên minh an ninh do Nga dẫn đầu gồm Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan hiện cũng đang tập trận ở Tajikistan gần biên giới với Afghanistan. Dân Nhật hô hào lập tuyến đường biển đẫm máu, Nga và Trung Quốc chui vào đó là bắn luôn. Không thể để Nga cho rằng không ai dám trừng trị họ. Người dùng có nick là Hack bày tỏ ý kiến. Theo Sputnik, độc giả báo Asahi của Nhật Bản đã ra sức phản ứng trước việc phân đội tàu chiến Nga-Trung Quốc đi qua eo biển quốc tế Tsugaru thông ra Thái Bình Dương ngày 18 tháng 10. Họ bày tỏ ý kiến của mình trong các bình luận dưới bài báo, phải biến eo biển đó thành một tuyến đường biển đẫm máu. Không thể để Nga cho rằng không ai dám trừng trị họ. Người dùng có nick là Hack bày tỏ ý kiến. Một tài khoản khác có tên MLB tuyên bố việc phân đội tàu chiến Nga-Trung Quốc đi qua eo biển Tsugaru ngay trong lòng Nhật Bản còn nguy hiểm hơn tên lửa của Triều Tiên. Cần di chuyển ngay các khẩu đội tên lửa chống hạm đến gần eo biển Tsugaru. Nga và Trung Quốc chui vào đó lần nữa là bắn luôn. Như thế vừa tự mình chỉnh súng, vừa dạy cho họ biết phải dè chừng. Trong khi đó, người dùng Zo bày tỏ lo ngại rằng nếu muốn Nga và Trung Quốc có thể chiếm được đảo Hokkaido và toàn bộ miền Bắc Nhật Bản trong nháy mắt, nếu Nga và Trung Quốc kết thành liên minh quân sự thực sự thì họ sẽ làm chủ thế giới. Cuộc tập trận tương tác hải quân Nga-Trung 2021 đã diễn ra trên biển Nhật Bản từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10. Trong quá trình tập trận, tàu chiến của hai nước đã thực hiện các bài diễn tập chiến thuật chung, rà phá min, tiến hành bắn pháo, truy tìm và ngăn chặn tàu ngầm mô phỏng của đối phương. Hôm 18 tháng 10, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, chính phủ Nhật Bản đã theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tàu chiến Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận hải quân chung. Ngày 18 tháng 10, chúng tôi ghi nhận có 10 con tàu của Trung Quốc và Nga cùng đi qua eo biển Tsugaru theo hướng từ biển Nhật Bản ra Thái Bình Dương. Trong số đó có 5 con tàu của Nga và 5 tàu Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ghi nhận hoạt động như vậy. Ông nhấn mạnh, ông Ishizaki lưu ý rằng nhà chức trách Nhật Bản sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hành động của các tàu Nga và Trung Quốc. Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Tokyo và Moscow đã gia tăng sau khi tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố rằng chủ quyền của Tokyo mở rộng đến các đảo thuộc quần đảo Nam Kuril, Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Đây là khu vực tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản suốt hàng chục năm qua. Chủ quyền của đất nước chúng ta mở rộng đến các vùng lãnh thổ Bắc, cách gọi quần đảo Nam Kuril ở Nhật Bản. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này, chứ không nên để nó lại cho các thế hệ tương lai. Chính phủ chủ trương ký kết hiệp ước hòa bình với Nga sau khi giải quyết vấn đề liên quan đến quyền sở hữu các đảo này. Ông Kishida nêu quan điểm. Thủ tướng Nhật đồng thời lưu ý rằng ông quyết tâm đàm phán với Moscow về vấn đề này dựa trên tất cả các thỏa thuận trước đó. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau khi trang Yahoo News Japan đăng tải bình luận của công dân Nhật Bản yêu cầu Nga trả lại quần đảo Nam Kuril ngay lập tức cho Nhật Bản và buộc trục xuất toàn bộ người Nga khỏi lãnh thổ này. Về phần mình, truyền thông Nga cho rằng Tokyo đang tiến hành tuyên truyền có chủ đích, mặc dù hầu hết người dân Nhật Bản nhận thấy rằng việc đối đầu với Nga hơn nữa có thể dẫn đến những hậu quả rất tiêu cực. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Moscow không đồng ý với tuyên bố của ông Kishida và nhấn mạnh rằng quần đảo Kuril là lãnh thổ của Liên bang Nga. Căn cứ hải quân Rim giấu nhiều bí mật động trời. Mỹ đòi Campuchia chia tay Trung Quốc nhưng bất thành. Quan ngại của Mỹ được đưa ra sau khi một tổ chức tại Washington đã phân tích hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ hải quân Rim cho thấy cơ sở này đang được xây dựng mới. Việc Trung Quốc giúp Campuchia xây dựng căn cứ hải quân Rim bên bờ vịnh Thái Lan ở lại nóng lên khi Mỹ tiếp tục bày tỏ gia tăng lo ngại về sự hiện diện và bàn tay can thiệp của Bắc Kinh tại căn cứ quân sự mà Washington đã từng dốc tâm dốc sức xây dựng. Quan ngại của Mỹ được đưa ra sau khi một tổ chức tại Washington đã phân tích hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ Rim và cho rằng cơ sở này đang được xây dựng mới. Căn cứ gây tranh cãi. Căn cứ hải quân Rim ở Campuchia trong nhiều năm qua luôn là chủ đề gây tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc. Mọi việc bắt đầu từ cuối năm 2019, khi tờ Thời báo Phú Wall dẫn một số nguồn tin tiết lộ Bắc Kinh và Phnom Penh đã ký một thỏa thuận bí mật cho phép quân đội Trung Quốc đóng quân, cất giữ vũ khí và neo đậu tàu chiến tại căn cứ hải quân Rim. Sau đó các hình ảnh cho thấy Campuchia đã phá rỡ một cơ sở do Mỹ tài trợ xây dựng trong căn cứ hải quân Rim.
Kim mà không thông báo trước cho Mỹ. Tuy nhiên, Campuchia nói rằng việc phá dỡ tòa nhà bên trong căn cứ Rim nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng căn cứ và một mực bác bỏ thỏa thuận bí mật với Bắc Kinh. Trong diễn biến mới nhất, Mỹ hôm 13 tháng 10 tiếp tục bày tỏ lo ngại các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở căn cứ hải quân lớn nhất Campuchia, sau khi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy những gì họ cho là cấu trúc mới và kêu gọi Campuchia minh bạch. Báo Khmer Times ngày 14 tháng 10 dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh nêu rõ Trung Quốc đang có các hoạt động xây dựng tại căn cứ quân sự Rim, đồng thời cáo buộc chính phủ Campuchia không minh bạch về vai trò của quân đội Trung Quốc trong dự án này. Chính phủ Campuchia không hoàn toàn minh bạch về ý định, bản chất và phạm vi của dự án, cũng như vai trò của quân đội. Điều này làm dấy lên lo ngại về mục đích sử dụng cơ sở hải quân. Phát ngôn viên Ruan Domay tuyên bố, theo phía Washington, họ nhận được các thông tin nhất quán và đáng tin cậy, cho thấy Bắc Kinh tiếp tục xúc tiến việc xây dựng lớn tại căn cứ hải quân Rim. Điều này khiến mọi người lo ngại về mục đích sử dụng các cơ sở của căn cứ Rim. Nội dung tuyên bố của phía Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh nhấn mạnh thêm, cũng theo Đại sứ quán Mỹ, bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện tại căn cứ Rim đều sẽ vi phạm hiến pháp Campuchia và phá hoại an ninh khu vực. Washington còn khuyến cáo người dân Campuchia hãy tìm hiểu thêm về vụ việc này và hãy thực hiện quyền có ý kiến. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ Campuchia Esifan phủ nhận cáo buộc, cho rằng Bắc Kinh đang xây dựng cơ sở cho quân đội của họ tại đó, nói rằng dự án của họ tại căn cứ hải quân Rim là một phần trong hỗ trợ phát triển cho Phnom Penh. Ông cho biết Campuchia hoàn toàn có khả năng tự phát triển căn cứ Rim và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nước ngoài nào có cơ sở quân sự trên lãnh thổ có chủ quyền của mình. Ông Sifan nhấn mạnh, đối với việc phát triển xây dựng căn cứ Rim, chúng tôi hoan nghênh sự giúp đỡ của bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ và Trung Quốc. Cảng của chúng tôi mở cửa cho tất cả khi việc nâng cấp xây dựng hoàn thiện. Ông Festival nói thêm, các hoạt động xây dựng ngày càng tăng. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế dẫn các ảnh vệ tinh từ các nguồn thương mại cho thấy ba tòa nhà mới được xây và một con đường mới đang được xây dựng tại căn cứ hải quân Rim trong tháng 8 và tháng 9. Báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á cũng cho biết các khu vực khác tại căn cứ đã được dọn sạch, có khả năng để nâng cấp xây dựng thêm. Một con kênh đã được đào dọc theo bờ biển phía nam gần một tòa nhà. Theo báo cáo, mục đích của việc xây dựng là không rõ ràng và có lo ngại rằng các cơ sở mới đang được xây dựng để tạo điều kiện cho sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia. Campuchia có mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với chính quyền Bắc Kinh, khiến Mỹ ngày càng có nhiều lo ngại rằng Trung Quốc có đặc quyền tiếp cận căn cứ nằm ở vị trí chiến lược trên vịnh Thái Lan gần Biển Đông. Vào tháng 6, trong chuyến công du tới Campuchia, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã nêu ra những lo ngại nghiêm trọng về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc và cả việc xây dựng các cơ sở tại căn cứ Rim. Bà nói rằng một căn cứ quân sự của Trung Quốc ở nước này sẽ đe dọa an ninh khu vực và làm tổn thương quan hệ giữa Mỹ và Campuchia. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thieu Banh bác bỏ những lo ngại rằng, nói với bà Sherman rằng Trung Quốc chỉ đơn thuần đang giúp xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng không có điều kiện ràng buộc. Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định quan chức đại sứ quán Mỹ có thể thường xuyên đến thăm Rim, nhưng một tuần sau chuyến thăm của nữ thứ trưởng Sherman, một tùy viên quốc phòng Mỹ bị từ chối đầy đủ vào căn cứ, động thái khiến Washington tức giận. Đã có những căng thẳng về việc phá dỡ hai tòa nhà do Mỹ tài trợ, trụ sở chiến thuật của Ủy ban An ninh Hàng hải Quốc gia tại căn cứ hải quân vào năm ngoái. Mỹ cũng cho biết Campuchia đã từ chối đề nghị sửa chữa căn cứ vào năm 2019, đó là năm Campuchia và Trung Quốc đạt được thỏa thuận xây dựng căn cứ, nơi mỗi khu vực rộng lớn sau đó đã được giải tỏa và rào lại. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, các hình ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng đã bắt đầu vào tháng 5 vừa qua, bên cạnh vị trí của các tòa nhà do Mỹ tài trợ. Tuy nhiên, các quan chức Campuchia cho biết việc phá dỡ cơ sở do Mỹ tài trợ không liên quan đến bất kỳ kế hoạch xây dựng nào của Trung Quốc và nó sẽ được di dời đến một địa điểm phù hợp hơn. Báo Mỹ, châu Âu tự bắn vào chân, bị trừng phạt vì quá kiêu ngạo, Nga ung dung hưởng lợi. Châu Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng thấy và chính họ là người đã tự bắn vào chân. Báo Forbes Mỹ mới đây vừa đăng tải bài bình luận về cuộc khủng hoảng khí đốt tại châu Âu. Trong đó, tác giả cho rằng châu Âu đã phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình và trở thành tù nhân của cuộc khủng hoảng, trong khi Nga đang bán những con át chủ bài của mình trên thị trường. Tác giả của bài viết bình luận, châu Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng thấy. Một số người cho rằng nếu không được giải quyết, cuộc khủng hoảng này có thể tồi tệ như lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập những năm 1970, gây ra những hậu quả kinh tế, xã hội và chính trị thảm khốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chính châu Âu đã tự làm mình bị thương. Có thể ông ấy nói đúng, châu Âu tự biến mình thành con tin. Cuộc khủng hoảng giá khí đốt tự nhiên và giá dầu thô tăng cao đã buộc châu Âu phải chuyển đổi sang sử dụng than đá gây ô nhiễm, cản trở quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của EU. Nhu cầu năng lượng gia tăng sau thời kỳ sinh tồn, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đợt nắng nóng chưa từng có và mùa đông kéo dài, gián đoạn chuỗi cung ứng và dự trữ toàn cầu và trong khu vực kém đều góp phần gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay của châu Âu.
Cuộc khủng hoảng hiện nay đã phản ánh mối lo ngại của nhiều chuyên gia năng lượng về việc châu Âu vội vàng chuyển đổi từ các nguồn năng lượng truyền thống, khí đốt, than đá và hạt nhân sang năng lượng tái tạo. Kế hoạch tổng thể của châu Âu về giảm thiểu carbon đã đẩy các quốc gia thành viên ra khỏi các thỏa thuận mua bán dài hạn và hướng tới các giao dịch ngắn hạn, khiến các công ty năng lượng và những người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Điều này cũng khiến một trong những nhà xuất khẩu năng lượng hàng đầu là Qatar không coi EU là thị trường ưu tiên của họ, thay vào đó họ hướng tới những khách hàng Đông Nam Á sẵn sàng bỏ tiền. Trong khi đó, tại châu Á, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng do lũ lụt chưa từng có trên khắp đất nước, gây gián đoạn đến chuỗi cung ứng và cơ hội phục hồi hậu Covid-19. Để bù đắp cho sự thiếu hụt than trong nước, Trung Quốc đã tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu so với năm 2020, sẵn sàng mua với bất cứ giá nào. Và điều này cũng ảnh hưởng tới châu Âu. Tác giả bài viết cho rằng trong tình hình khủng hoảng tại châu Âu hiện nay, Nga đang ở vị trí tốt để hưởng lợi. Bên cạnh những lời hứa giúp đỡ châu Âu, Moskva cũng tranh thủ nhấn mạnh sự cần thiết của Nord Stream 2, đường ống dẫn khí đốt bơm trực tiếp từ Nga sang Đức thông qua hệ thống đường ống dưới biển. Tác giả bài viết bình luận, mặc dù một số nhà sản xuất Đức và các nhà hoạch định chính sách của Nga khẳng định đường ống Nord Stream 2 đem lại lợi ích cho an ninh năng lượng của châu Âu, nhưng thực tế là đường ống này sẽ càng khiến EU phụ thuộc nhiều hơn và dễ tổn thương hơn khi đơn vị chủ quản thuộc sở hữu của nhà nước Nga. Báo RIA Novosti Nga nhận định rằng, mặc dù tác giả bài viết đã thừa nhận các dự án của Moskva bao gồm đường ống Nord Stream 2 có hiệu quả, nhưng bài viết vẫn mang nặng tư tưởng thường thấy trên truyền thông phương Tây, đổ lỗi cho rằng Nga tác động khiến giá khí đốt tăng cao ở châu Âu, phụ thuộc vào Nga để lấp đầy khoảng trống về nguồn cung năng lượng là một đề xuất mạo hiểm, nhưng có lẽ châu Âu sẽ còn thiệt cận hơn nữa nếu họ không sẵn lòng hợp tác với Mỹ sâu rộng hơn nữa. Ngoài các hợp đồng ngắn hạn, việc từ chối tham gia vào các thỏa thuận mua bán dài hạn đã khiến châu Âu tụt lại phía sau châu Á với tư cách là khách hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực LNG. Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chính sách xanh của EU và con bài năng lượng cứng rắn của Nga là chìa khóa. Bài học chính là không thể tiến hành chuyển đổi năng lượng xanh nếu chưa có đủ năng lực tạo ra các nguồn năng lượng phong phú, đáng tin cậy và hiệu quả về mặt kinh tế. Tác giả bài viết kết luận.